có đồng chí Diễn Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Chi Lăng. Biểu diễn. Mở đầu chương trình là ca khúc bài ca Người. Nói riêng và của đất nước nói chung. Từ nhiều năm nay thì 21 với nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng nhiều thách thức khó khăn mà chúng ta phải vượt qua, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Chỉ khi tất cả các thành viên tập thể và mỗi người thì nỗ lực của nhà trường mới được phát huy mạnh mẽ nhất và tạo nên. Năm học 2017 tăng cường là điều kiện tốt để nâng cao chất lượng dạy của học. Cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sánh thành đẹp. Em thấy thầy, thầy không xa, nghĩa mẹ thân thầy. Mình cũng có con người, thầy người xa, người mẹ. Vâng, những bó hoa tươi thắm là thay lời tri ân của các học sinh của trường trung học phổ thông Chi Lăng dành cho các thầy cô những ngày 20/11. Và ban tổ chức được biết đây là những kỷ niệm 6 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Lời đầu tiên, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện, tôi xin vai trò của các thế hệ nhà giáo Việt Nam đã đóng góp một cách xứng đáng và cũng có nghĩa rằng trong những giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam đã có trải đã biết người thầy giáo không những dạy chữ mà còn dạy đạo lý nữa cho những con người tha hóa biến chất thành những người có tâm hồn trong sáng hơn. Người thầy trong xã hội Việt Nam gửi đến các thầy cô giáo trường trung học phổ thông Chi Lăng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe. Thank you.
giáo và được. Xồm tí ba hàng dâu đấy, ba hàng dâu xồm có dâu hết không?